Tiền ra đảo cũng rất là nhanh, cũng như là về bờ cũng rất là nhanh các bạn xem nhá. Này, lên được 11 triệu rồi. Chúng ta sẽ cố gắng thêm một chút nữa để sang game khác chơi. Chứ ở một cái con game quá lâu thì nó cũng không tốt nha các bạn, cũng không tốt. Cứ 1 triệu một cây như này thì thua thông khoảng 5 đến 10 tay thôi là có thể ra đảo rồi. Ok, còn 6 triệu này. 3 triệu 6 rồi. Đó, 4 triệu 1, 4 triệu 7, ok. 5 triệu 7. 8 triệu 4, ok nhận luôn 15 củ. Đó, rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, và cái con Awin này ấy, thì nó là cùng một cái công ty với bọn Iwin, với bọn Twin, Cú Phan, Đê Win ấy, thì nó đều là cùng một công ty hết. Cho nên con này ấy, các bạn nạp rút thì chỉ trong vòng 5 giây là nạp rút thành công thôi. Nó không mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Ok, 13 triệu thì bây giờ mình sẽ vào một cái con game gọi là Sixbo nhá. Ok, 13 triệu thì vào Sixbo, kiếm lên khoảng 20 củ được là được nha các bạn. Kiếm khoảng 20 củ là hoàn toàn có thể. Rồi, đầu tiên thì soi cầu nó về con 6 à. Về con 6 thì mình sẽ đánh ba cửa dưới nha các bạn. Ba cửa dưới mỗi cửa 200. Đó, thôi lên cho đánh 500 mẹ luôn. Đánh 500 cho nhanh, đánh 200 đánh nhỏ quá. Hôm nay vào đánh nhanh thắng nhanh luôn chứ không để tốn nhiều thời gian ra đúng không? Ô bãi cả trời anh em ơi, nó về con 1 rồi. Như vậy là mất 1,5 triệu nha các bạn, mất 1,5 triệu. Cái con 6 này nó rất là hay về con 1 nhá. Đó, con 6 rất hay về con 1. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh 4, 5, 6 tiếp nha các bạn. 4, 5, 6 tiếp và mỗi con 500. Đó, nói chung là nếu phát này mà về thì cũng gọi là hòa vốn các bạn. Đó, còn nếu mà không về nữa thì lại toang tiếp. Khả năng cao là về đấy. 4, 5, 6 nào. Đó, về con 5 này ăn 500 các bạn ơi. 500 nhân 5 thì được 2 triệu 5, 13 triệu. 13 triệu thì vẫn đang còn lỗ nha các bạn. Rồi, thì bây giờ nhá, mình sẽ đánh 1, 2, 3 đi. Đó, đánh 1, 2, 3 mỗi con 500 đi. Đó, nói chung là mình thì mình thường đánh là ba cửa nha các bạn. Mình thường đánh ba cửa. Chứ mình thì mình cũng không không đánh gọi là đánh 5 cửa đâu. Đánh 5 cửa thì các bạn giảm thiểu cái tỷ lệ thua đi, nhưng mà tiền ăn thì cũng ít đi. Mình thì mình cứ thích ăn lớn vãi cả trường. Lại thua tiếp 1,5 triệu anh em ơi, lại thua tiếp rồi. Ok, có vẻ kèo này khá là căng anh em ạ. Khá là căng đấy. Không biết hôm nay có lên được 20 triệu hay không. Thì cũng khá là khó nha các bạn, khá là khó đi. Ok, tiếp tục 1, 2, 3, 500 nha các bạn. Cứ vậy mà quất thôi, để mình xem tình hình như nào. Nếu mà khó, cảm giác khó quá thì lát nữa mình sẽ tăng cược lên. Chứ 500 như vậy đánh như này thì hơi lâu một chút. Lại thua tiếp anh em ạ, lại gãy tiếp rồi. Nó về 6 nhiều quá các bạn ơi, nó về 6 nhiều quá. Nó về ba con 6 gần nhau luôn, gần như là về 6 mẹ luôn. Thôi, khả năng cao toang mẹ rồi anh em ơi. Ok, phát này đánh hai cửa nhé bạn. Đánh hai cửa, mỗi cửa 2 triệu này. Ok, đánh hai cửa mỗi cửa 2 triệu và tắt tay vào bên chẵn đi. Đánh 4 5 2 triệu và tất tay vào chẵn là 10 là 6 triệu nha các bạn. Tất tay vào chẵn 6 triệu. Về con 2 thì ăn được cả 12 triệu. Nói chung là cũng cũng từ nãy giờ cũng không không vượt qua qua cái mức ngưỡng được là 13 triệu, khó khăn nhỉ các bạn nhỉ. Nó cứ quanh quẩn ở cái khoảng tiền đó. Đó. Khó khăn thế không biết. Chắc tình hình này lên 20 triệu có vẻ hơi khó. Bạn nào mà chưa tải game muốn nhận code thì các bạn nhớ tải game và nhận code ở dưới đường link đặt dưới phần mô tả của video nhá. Ba nào. Ôi ba luôn các bạn ơi. Ba rồi. 12 triệu nữa. 14 triệu anh em ơi, 14 triệu. Đó rồi, chúng ta sẽ cố gắng lên 20 triệu nha các bạn. 20 triệu thì hoàn toàn có thể lên được đấy chứ không phải là không có khả năng đâu. Ok, tiếp tục là đánh 3, 4 và chẵn 5 triệu tiếp nha các bạn ơi. Và trong cái thời gian này thì chắc là mình sẽ vào cái con poker mình làm vài tay lật bài. Có nên không nhỉ? Ok, đợi kết quả đã. Khá là run, đánh to này khá là run. Ok, tiếp tục về 3 này. 12 triệu nữa, 17 triệu rồi. Đó, 17 triệu, cố gắng 3 triệu nữa lên 20 triệu là chúng ta sẽ nghỉ nhá. Chúng ta không tham. Ok, về hai con 3. Nói chung khá là may mắn ở hai cái tay đánh 3 này. Mình sẽ vào poker lật bài nha. Cho quả 2 triệu này, di dưới này. Vãi lồn luôn. Ok, vãi lồn vừa gãy xong các bạn. 3 trên này, át này, dưới này, 4 trên này, quy dưới này. 4 triệu 9, ok, 5 triệu 5, 6 triệu 2, ok, 10 triệu. Phát này ăn không? Vãi cả trường, được phát mình ăn bên bên lật bài thì bên Sixbo này nó lại bị thua. Đen thế nhà quả đó mà ăn tiếp phát nữa là có phải là mình chốt lãi được 20 triệu không? Được ván ăn bên lật bài thì con Sixbo này lại thua. Ok, tiếp tục vào lật bài chơi nha các bạn. 2 triệu này, 10 dưới đi. 3 trên này, át dưới này, 5 trên đi. Ôi gãy rồi. K dưới này, quy dưới này, 3 trên này, 5 trên này. Gãy các bạn ạ. Gãy nhưng mà vừa rồi nó lại về con 3 thì lại gỡ lại được một ít, còn 7 triệu. Còn 7 triệu cuối cùng các bạn ơi. Ok, spot này sẽ vào 4 5 mỗi con 3 triệu nha các bạn. Và mình sẽ vào lật bài mình chơi. 1 triệu này, 7 trên này. Ok.
gãy rồi. Mong phát này nó về con 4 năm. Ok, như vậy là về con 5 lãi được 18 triệu rồi, 18 triệu rồi. Nói chung là vẫn lãi nhưng các bạn, chốt lại vẫn lãi. Tại vì ban đầu mình đem vào đây có mức vốn là hơn 3 triệu thôi, bây giờ lên 18 triệu coi như là vẫn là lãi rồi. Ok, tiếp tục vào 3 4 5 mỗi con 3 triệu và bây giờ sẽ vào poker lật bài. Ok, quả này mà ăn nữa là chắc là chốt được 20 triệu ấy. 20 triệu không? Ok, 4 triệu này, tôi chốt luôn 20 triệu rồi các bạn ơi, 20 triệu rồi. 24 triệu rồi. Đó. Ok, 24 triệu. Quá là nhẹ nhàng, 26 triệu luôn các bạn. Quá là ngon luôn. Mình không ngờ hôm nay mình vốn như thế mà lên được 26 triệu, nói chung là khá là ngon. Còn 24 triệu này. Ok, nó chưa trừ tiền kịp đấy. Bye bye tất cả các bạn nhá. Chốt lãi như này là được rồi.